Lại ở vòng 1 này thì cô cũng rất là cảm ơn chương trình. Tại vì nếu mà cho cô vòng 2 thì chắc thì cô đã nhảy nổi. Tại vì cô 70 tuổi rồi. Quý vị nào mà cỡ tuổi tôi đó, cứ tự tin, mạnh dạn đăng ký để mà lên tham gia chương trình này. Vì chương trình này nó giúp cho mình tươi tắn hơn, năng động hơn và vui vẻ hơn là mình nhảy với mấy đứa em này nè, mấy đứa cháu. Phải nói là nó truyền cảm hứng cho mình nữa đó. Tôi tới tôi nhảy là tôi quên cả tuổi già luôn á.